cho mọi người coi nhà đang xây nè. Đó, xây dựng nhà ở Mỹ, xây cái bộ sườn bằng gỗ không à. Sườn bằng gỗ không, nguyên sườn gỗ không vậy đó. Chúng nó đem vật liệu xây dựng tới quá trời ha. Ồ, dầu ngon ghê, dầu SDV là ngon à. Chợ SDV bán dầu ngon, trái cây ngon. Chừng nào ăn này hãy rửa chứ không nó thấm nước cơm. Cơm luộc nước dừa nè. Đây là tương này, tất bỏ vô đó, tí nữa bỏ vô lại để rau sống thì con đang để đây. Rau sống quá trời ngon. Rau sống nhà ly chồng tươi xanh luôn, sáng nay mới hái. Quá trời rau sống, rau thơm, ngò rí. Hôm nay ăn thịt luộc cuốn, thịt luộc cuốn bánh tráng. Luộc cuốn bánh tráng ngò rí nữa nè. Nhà trồng rau đầy đủ luôn, chỉ mua một bó salad thôi. Hai đầu hai dĩa nha. Leo nhìn rau thấy ngon, rất là ngon. Toàn là rau không à, rau nhà vườn hái rất là ngon. Đôi thì nó ngắn, để nguyên thì nó dài. Cắt đôi thì ngắn quá, để nguyên thì dài quá. Xin chào cả nhà. Sáng nay mình dậy sớm mình hái rất là nhiều rau thơm luôn nè. Rau thơm nhà mình trồng toàn bộ, chỉ có mua xà lách với lại dưa leo thôi. Sáng nay có mấy anh chị hẹn lên tiệm chơi, ghé tiệm chơi, cho nên mình chuẩn bị một món ăn đơn giản. Thịt heo luộc cuốn, thịt luộc cuốn bánh tráng,
thì ít mà rau thì nhiều. Rau nhà trồng á cho nên là rất là ngon. Mình phải để nhiều dĩa rau cho mọi người dễ lấy. Bữa tiệc hôm nay có 7 người. Thêm lá tía tô vô cho nó đẹp. Lá tía tô vô. Rất là đẹp. Rau tươi. Phết. Gạch thì bộ fresh. 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 Chứ không phải là nó fresh đâu. Fresh. Fresh. Đúng chưa? Fresh. Fresh. G-F-E-R, G-E, G-E-R. Fresh. G-S. Chứ phải là fresh là nói fresh. Rồi, đi làm tiếp. Ok. Chào ông chưa? À ông đi. À ông đi, Jason. À ông kìa. À ông. Yeah, oh wow, cả ông bợ luôn, cả bợ cả hũ kìa. Bợ luôn cả hũ luôn hả? Xin cô ly. Hi. Hi, good morning. We have you. Yeah, we have you. Spanish. Lên đây ngồi nè. Lạ. Nói đi. Nói sao? Cô Cô Ly mở giùm con. Cô Ly mở giùm con. Mở giùm ra giùm cho con. Mở giùm cho con. Mở lẹ lên đi. Mở lẹ lên đi. Nói nhiều quá. Nói nhiều quá. Mở lẹ lên. Rồi đi ra lấy ông hút. Đây, ok. Ok. À quên. Con tên gì chứ? Con tên gì? What is your name? What is your name? Jason. My name is Jason. My name is Jason. Ok. Không biết hả? Never nói, never nói. Never nói, đi ta làm rau củ còn nhiều lắm. Chị cứ ngồi đi, còn ghế đằng trước đừng có lo, cứ ngồi đi, ghế đằng trước nhiều lắm nha. Biết liền, biết liền. Nó mặn hay đồ lấy lép nhiều cho nó mặn. Nó mặn hả? Có cần lấy đường không? Rồi ông có dừa không? Ông cắt nghĩ ăn mặn không? Chị lấy luôn cho đẹp dẹp cái dĩa này. Tương, tương. Hai cái nè. Tôi làm nếm dừa bây giờ thì cái nguội cái này. Hai cái luôn hả chị? Ơi, chị hả? Chị Hằng ăn này chưa? Từ từ từ. Anh Châu có ăn bánh nếp không? Ăn đi. Đây tôi bỏ vô luôn để dẹp cái dĩa này. Hai cục. Hai cục. Cho nó gọn rồi xong rồi lấy nước mắm luôn. Dạ. 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 It's a little bit salty. It's salty? A little bit salt. The salt? Okay. Yeah. Thấy các bạn hỏi anh có mặn không chị? Thì Tết thì nó Tết ca. Sáng giờ rồi. Mà đó tôi mà mua cái keo mà keo mắm á. Mà không có hết. Gửi bán Tân Bình hay là Thanh Bình gì đó. Nó ăn thêm là ngon. Vậy đó hả? Mà không có hiểu nha. Mắm, mắm gì? Mắm cá linh nè. Dạ, mắm. Dạ, dạ. Cơm chao, mắm cơm chao. Cơm chao để ý rồi nữa mua vậy. Còn này đừng đem qua mà cô đừng có đem qua mà cô đừng có đem mắm bò công á nha mấy chị. You can answer when my mouth full. A little salty, but good salty. Ok. Đấy rồi chấm nước mắm. Nó anh chấm nước mắm. Ăn ca hoài đi, hát hoài đi. Không, nó nói tươi cũng được. Nước mắm. Nước mắm. Nhìn con cá thấy thương quá ha. Nó trong queo luôn nè. Ừ, ngon. Con cá thì lúc có cá cơm. Được rồi chị, rồi chị ngồi đi ăn. Đúng rồi. Cá cơm. Con cái cuối giờ phía con. Sẽ đôi. Lóc, lóc xương.
Xin mời mấy anh chị nha. Ăn uống tự nhiên nha. Ăn xong lo quá ngủ đi. Trong gia đình nhiều. Bây giờ hai ông bà có chị rồi đâu có làm ăn gì được đâu. Đâu đi đâu được đâu, mỗi lần được tung tăng đi đâu lẽ ăn gì ăn gì. Hả anh Châu? Dạ. Yeah. À, hôm thứ ba anh Châu chạy xuống tôi nha. Thứ ba hả? Ok. Thứ ba. Ok. Chạy xuống nhà anh phải không? Chạy xuống nhà anh phải không? Mấy giờ? Mấy giờ? Okay. Mấy giờ? Thứ ba tháng tư ngày 30. 30 tháng tư luôn hả? 8. À 30 giờ. Tháng sáng hả? 8 giờ mình khởi hành. Yeah. Rồi, giờ, giờ trên này 7 giờ tới bắt đầu rồi. Dạ. Đi chợ thương. Đi đóng cửa. 30 tháng tư 1 năm hả? Ừ. Chắc là về. Lễ. Nó ngon. Tại vì đằng nào mình cũng nghỉ ngày thứ ba, cho dạ. Nên mình đi. Lễ gì mà là mình có lễ gì? Bên Việt Nam 30 tháng 4. 30 tháng 4 với 1 tháng 5 là lễ rồi. Mình đi sớm để có nhiều thời giờ đi chơi. We will go next week. Tuesday and Wednesday. Yeah. Mấy anh chị nói tiếng Anh đi cho ảnh. Go out of town. Yeah. Đây nó có gì không, ảnh không nghe được rồi. Có rồi. Không? Ồ, không có gì. Nó cay cay nó không? Xíu rồi, nó là mỡ cay lắm. Dạ. Ủa cay thấy đâu cay lắm. Ồ, ngon ha. Dạ. Để tí nữa em ăn thử cái mắm đó. Ngon lắm. Gò công. Cái này cũng ngon lắm. Dạ, dễ hả? Cái này mắm tôm cha. Mắm tôm cha. Dạ. Trà đi Việt Nam là mấy cái đó. Ai mà thích là mua về nữa. Dạ. Bên này mắm tôm trà của nó không có giống cái này. Ăn cho nó bán chứ. Ủa chị để cái dĩa lên thịt này qua bên đó cho ảnh nè. Được rồi nè, không ăn không lấy được mà. Bên đó nãy giờ ảnh không có gắp được tới nè. Được, không, chị cũng được. Đó. Dạ, cũng gắp tới. That's okay, that's okay. That's okay, that's okay. Cô Thành lấy cái này cho ông Thành. Đó, 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 đó. Mà Thành lúc nó còn nóng. Dạ. Này cũng có. Con này nó không có dầu mỡ. Dưa leo nữa nha. Dưa leo, rau thơm, ngò rí. Ngò nhà Lê thấy không á hả? Dạ, dạ. Toàn bộ ở nhà em á. Dạ. Nhà riêng còn rất nhiều không? Cũng trồng được á. Tại đi chơi thì ta chưa có làm. Trồng không dám trồng gì hết. Đi chơi về. Ly mà bán nhà hàng là được rồi, mới sáng sớm có đồ ăn rồi. Ừ. Rảnh dọn đất sẵn hết rồi. Mà không có trọng gì hết. Để đi. Đất gì đang còn xem với anh làm gì? Oh no, no. No lock, không đủ đâu. No. Không biết đủ đâu hết. Dạ, ở nhà mà 25 bình không đủ đâu nha. Bây giờ mấy bỏ đi con. Mở. Cái gì? Em mà cuốn nó giống như ổ mì vậy đó. Em mà cuốn nó bự như ổ mì vậy đó. Ok anh chị Hằng. Ăn nặng có dầu mỡ. Yeah. Ngon quá chứ ok cái gì. Ngon. Làm buổi sáng thiếu anh Thận ha. Có anh Thận nữa. Đi làm. Ăn đi rồi mình lấy rồi. Những khoái ăn bánh ướt trần á. Dạ. Lần nào làm đúc xong á nó cũng ăn vậy. Nó cũng ăn. Chơi gì kỳ. Hồi nãy nó nói như vậy nè anh Châu. Bà nội nó đang ngồi coi stock. Cái nó hỏi bà nội hôm nay Apple down 2% hả? Ôi trời ơi. Biết nữa rồi, quá trời. Nói sao con biết? Rồi còn Google sao con? Nó nói I don't know. Quá trời. Quá trời. Sợ mày luôn á. Chị mặc ngồi. Không được đóng cửa. Quay mặt cho người ta biết người Mỹ mà biết cuốn chưa? Cây nó ngon. Yeah. Good. Yeah. Cái này nhìn hấp dẫn quá trời, nhìn nó trông veo luôn á. Yeah. Anh Thành này, hắn này. Đây này mình ăn đây. Hay quá. Hồi xưa ăn cây được, ăn cây được kỳ lạ, kỳ đời.
Yeah. Cung cấp very good. Very good. Tim lắm. Yes. Hello. Yes, salad. Yes. Okay. Có. Yeah, Tito. 3 giờ rồi chứ nó. Tito. Okay, good. Đang ra ngoài ăn. Chắc hơi rửa về. 3 giờ rồi nó 3 giờ. Nó trong khu đó. Perfect. Sau 3 giờ đi. Wow, very good. Wow, ok. Kéo ra. Đúng rồi, kéo ra. Kéo này ra. Chưa, kéo xuống. Chưa, từ từ kéo nữa. Kéo xuống nữa. Từ, cái này để ra đây. Chưa, xấu quá. Rồi, kéo ra. Rồi, kéo. Ôi, khoan, cái này kéo qua đây nè. Cái này kéo qua đây nha. Rồi, Jason kéo ra đi. Rồi, kéo xuống, rồi, kéo qua đi. Kéo cái này qua. Kéo qua. Ăn luôn, ăn nguyên đêm luôn cho tới. Ôi trời. Rồi, đem đưa qua cho bà. Đó, đưa qua cho bà. Đúng rồi, đưa cho bà. Nè. Để bỏ cái này luôn. Ok, để bỏ cái này luôn. And we only put on the market. Để bỏ cái này luôn. I just checked with the real estate agent, right? Cái này của ai? And she called and said, oh, uh-huh. I have a buyer. Rồi, thôi để bỏ nha. Yeah. She said, so now we have to list it. Thôi để bỏ, để bỏ. The buyer wants to buy it. Resell. Yeah. Để bỏ cái này nha. The realtor bought it from you. No, the and some guy. Some guy. Giờ sao nói sao cô Ly mới cho kẹo này ngon lắm, không có cho bậy bạ được. Giờ nói làm sao đấy cô Ly ơi, đi ngồi xuống đàng hoàng. Ơi, Jason thích cái nào? Quá quá chị kẹo luôn, kẹo ngon không à? Cái nào ngon? I think the reason is the buyer. Đó, cái nào ngon đó, kẹo quá trời nè. More than seller. And the price is going like that. Cái đó ngon phải không? Rồi, Jason open đi, mở đi. You like candy? Yeah, you like candy kìa. Ông hỏi, yes đi. Yes. Do you know she made it? Yeah, yes. See how you like it? Yes. I like it. It's soft, I like it, huh? Yeah. You like it? Yeah. It's kind of soft. Talk to him. Yeah, talk to him. You know what I used to do? I used to work on airplanes. To fix them. Yeah. You can open it. You know how to open it? I don't know. What did you do before retiring? I was a manufacturing engineer in aircraft. Aircraft? No. Oh, very good. Light stuff. We might call it hydraulics. Cái này là trà sữa nè, trà xanh nè, matcha, trà xanh matcha, cái bình ăn được không? Ăn thử coi sao? Main controls. Do you like? And then we make some stuff for the military and the tanks. Very good. Very good. Like the part of the tank, you know, the turret that goes around, right? Big gun. We made a part that keeps it moving when they're driving, so it can. Like this, and it doesn't good. Bounce up and down. Okay. So we make that part. Yeah. The part that keeps it steady. And they used to make the part handle the gunner when they were shooting. And some missiles. Cái này ngon nè. Cái này là vị gì chị Hằng? Sữa. Này sữa nè. Này mew nè. Small part. Mew. Original, huh? All the rockets and stuff like that. Mew. Okay, mew. Mùi sữa. Tesla. The rocket that comes and lands back down. Yeah. We made the first that lands. So all the little parts that control everything. They control the fins. The coffee. Yeah, ngon. Đủ mùi vị, okay. Ừ, bà Thành làm.
Có ngọt không? Ngon quá. Ngon quá. Good. Good candy hả con? Good. Good candy. Ngon quá ông nội. She sells it and ships it all over the US. Oh. Ngon. Hay tết à, này ăn được giống ai biết không? Cô Phấn. Nó có nhiều. À, đúng rồi, giống cô Phấn đúng rồi. Ông nội chơi. Chị Sình ăn ngon không? Chị Sình ăn kẹo ngon không? Ông nội ăn sao vậy kẹo hả? Kẹo. Talking. He said you eat chocolate candy, right? Chocolate candy. Yeah. No kẹo. No. You like kem? Kẹo. I like candy. You like ice cream too? I like candy too. Oh, I like ice cream better. Quá trời luôn. Candy. You know what kind of ice cream I like? The ice cream fish. Have you seen the fish? Uh-huh. They have like a sandwich. Like artificial? They made with ice cream. They have at the market. Oh, he say like the last time we go the last weekend we there is some boy fishing and they caught the fish. Yeah, this friend brother friend. I had some big fish in my freezer until last week. Câu được con cá tuna. Ồ vậy hả? Yeah, cut it up and cut it down. Cut like this long. Yeah, two of them. Oh. We brought back from Florida. Yeah, you cut candy. You cut candy. Yeah. Yeah. I cut the candy. You cut candy too? I have to I have to lay it out. You have. That's my job. My job is cut it. Oh yeah, very good. Your shop? Just to cut it. I don't wrap it. I just cut it. Yeah. But then I go do other stuff. Yeah, very good. I go outside. Yeah. Rồi sao? Okay. Thì họ mua hai bịch cho bà xui hai bịch qua đưa lại bịch. Dạ. Yeah. Cho ông thử ngăn, nữa anh ăn đi chợ chuối. Dạ. Yeah. Cái ông ăn thử cũng đợi được. Nhưng mà để khi nào anh đi làm về mà anh đói bụng cho anh ăn bốn cục cho đường lên. À đúng rồi. Bỏ quá đường đó. Khiếp lúc nào đường đường xuống. Giá như anh cứ cho đường lên đi mà ăn mà không lên chạy nước cũng. Ăn cho đường lên, ăn quá đi lên đường. Không cho ông nội không có ăn nữa. Ông nội ăn nhiều đường rồi. Nè. Trời ơi mày ngồi có ông thượng rồi đây là ông kê, ông đâm sườn bể ông đạch rồi đó. That one looks green color. Yeah. Is that pandan? But I get the or green. I think green tea. Like a frog, grandma. Yeah, grandma gave it to you, right? Nó thì nhiều quá, giờ phải tiếng Anh phải suy nghĩ. Đấy là bây giờ thu lên vì make nó ghi nhiều view. But that's the way you make that. That's the way you make the fast. Right? Yeah, that's good. Because at home, she talked only Vietnamese to Emma, and then I talk English to her same time. So she had to. Robert, huh? She said the only time it gets to her is if a lot of people are talking. Then she can't. Robert, like, I don't hear anything. Robert, ma. Robert. Quá trời. Robert. Yeah. Robert làm sao? Robert. What you do? Có ủng hộ kẹo đó nha. Ủng hộ mấy bịch rồi. Robot. Để nào có dịp mua nữa ha. Robot cup. I used to make a robot. Yeah. You're a giant robot. Yeah.
I can be a robot. Nó thấy giống đó kìa đó. À con robot đó hả? I'll show you a good robot. Đi vậy nè. Tiến bộ quá nó chơi AI không có làm được. Nấu cơm cũng là con robot đủ thứ. Làm vợ nữa. Robot vợ. Mấy cái quay con mà nó làm người tụi nào rất đẹp y chang như người đẹp luôn á. Bởi bên Hàn Quốc nó đâu gì bên châu Á cái nhiều nước Robot. Đâu có vợ gì đâu lấy con mua con ở thế á that one has a gasoline motor it's Wolfkin it's loud too let me turn the sound on Boston Dynamics It's a robot. See? Oh, I like robot. Oh, Spot Mini, Spot Classic. robot. What if you do if you see them coming to you? I see it. You call them? I call the robot in the house. And you go up the stairs. That's what he sees. So. Oh, he just went off. It breaks. And part. The vessel goes right. What's that? Different robot. See, kick him. No, try to knock him over. It's not that one they want to make for the army. Wow. Oh. To carry stuff. Not Bobby. Carry heavy stuff. And it can carry 300 pounds. He's a strong one. Oh, look at this guy. He's strong. What? Look at that robot. It's a black robot. He's running. It's a rug robot. There's another one. Make it look like a person. It's like the Iron Man. Yeah. Iron Man. He's doing the dishes. He's washing the dishes. Huh? Oh, throw away the trash. Put in trash can. Yeah. He can lift 100 pounds. And let's see what he did. He slipped on the floor and fell over. What's his name? I think that Boston. One name is Bot. He lost another one? There's Atlas, yeah. Another one? A different one. Atlas. He's going outside. It's a robot? Where'd he go outside for? Oh, then we're back to the beginning. Again? Yeah, that's Spot Mini. Last one. What's he going to do? He has a club there? Going to hit him or what? Last one. Oh, try to shut the door on him. Like a bicycle? Tricks. The table? Yeah, like the go, he's going fast. He's going fast. He can lift it up and put it away. What is he doing? Nó đâu có đó. Mấy đứa nó tung lên tự nó tung lên đó. Nó cũng không thể tung mà mấy đứa nó tung mà nó 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 nó
không biết sao đó, nó lích ra ngoài. Rồi cái thằng cousin của con nhỏ đó, nó mới có được cái đó, nó mới tung lên. Thì cái đó là một cách để tối mấy cái đứa này. Đúng rồi. Mình thấy dưới cái chế độ này hồi xưa mình cầm sài cầm hòa nó có vậy thôi. Cùng lắm hai thằng kéo nhau ra chơi tay đôi thôi chứ còn đâu có cái giáo dục nó không rồi gì ha. Tôi làm ngoài gì chứ. Chứ đâu có cái màn mà như bây giờ. Là cái đó là ở cái vùng nông thôn mà còn vậy đó. Thì mấy đứa thành thị. You wanna watch more, huh? Còn mấy người sợ chết luôn. But I don't have no more video. Hai giác cho con nghe học trời. The big dog, we used to make the main park for him. Inside it. It was about this big piece, like this piece of aluminum with holes all in it, and then hoses coming out. Ông này mai mốt ông lên chừng lớp 1, lớp 2, không biết ông nói cỡ nào. Quá trời, nói văng nước miếng luôn. He's at 2.5 years old. Yeah. Nè, lau mì, lau nước nước. Cho mấy lá. Ăn kẹo. Cái này là nước lá. Go bơi lá cờ. Ơi, anh cho cờ bơi. Anh sư ngơ. Anh đang hang ngơ. Anh sư ngơ ngơ. Yeah.